có lúc Xuynh về như mơ, đã có lúc vụt bay mất tiêu. Thế mới thấy Xuynh đâu dễ dàng, dù có chăm thế nào nhưng có thế mới hiểu được ra, sau vấp ngã thì phải đứng lên nếu như muốn chiến thắng chính mình, vì chúng ta là golfer. Tôi hẹn anh một ngày nắng sớm, bình minh lên cao, có em gái kết đi đón chào. Hôm nay tôi một ngày quyết đấu, cầu mong cô thương, biết đâu đấy hôm nay chúng ta. Ai ngờ đâu anh chơi quá hay, trong khi tôi lại bắt ta đắng cay. Thôi thì sau hôm nay ta quyết tâm vụt 500 vòng mỗi ngày. Đã có lúc Xuynh về như mơ, đã có lúc vụt bay mất tiêu. Thế mới thấy Xuynh đâu dễ dàng, dù có chăm thế nào nhưng hãy nghĩ tích cực lên đi, sau sánh bóng lại lên vút cao. Thế mới đúng ta đầy golfer, cục ngã đâu dễ dàng như thế, cục ngã đâu dễ dàng như thế, vì chúng ta là golfer.